Thứ nhất là về cái vị trí chiến lược. Việt Nam nằm ở một cái vị trí chiến lược và Ukraine cũng vậy. Ukraine là cái cầu nối của giữa Đông và Tây. Nếu họ là một họ biết ngoại giao khôn khéo giống như Việt Nam thì họ sẽ tận dụng rất tốt cái việc này. Thay vì chọn bên thì mình trung lập. Đúng không anh? Bởi vì sao? Người ta ví von Việt Nam mình giống như một cô gái đẹp mà rõ ràng Việt Nam ví von như vậy là theo em rất là đúng ở cái chỗ này nè, một cô gái đẹp nhưng mà không ngã về ai hết. Anh thấy đó, một cái cô gái mà đẹp thì mấy thằng thanh niên nó sẽ bu tới, nó tán tỉnh Đợi cho đó, cái nó thèm. tán tỉnh, nhưng mà mình không ngã về ai thì thằng nào cũng cũng muốn, nếu muốn tán tỉnh được thì phải cung phụng anh, đúng không? Cũng phải tới nhà, cũng phải quà cáp, cũng phải mời cái này cái Săn kia đón. đó. Nếu mà nghiêng sang đó, còn nếu mà lỡ mà nghiêng về thằng nào rồi lấy rồi mà trúng cái thằng vũ phu thì chết mẹ với nó, đúng không anh? Nó quấn suốt ngày với phụ thuộc nó rồi thì rõ ràng nó cũng vậy. Và Ukraine, cái việc ngoại giao của Ukraine nó kém cỏi, cho nên cái bà đại sứ Ukraine bớt cái mồm lại và nhìn cái cách ngoại giao của Việt Nam nè để mà học tập. Việt Nam không chọn bên và không theo bất cứ ai, nhưng mà tất cả phải chơi với Việt Nam, tất cả phải chơi với Việt Nam, thậm chí những cái nước gọi là kình địch với nhau nhưng mà đều phải chơi với Việt Nam hết. Chúng ta thấy Palestine Israel đúng không, đều chơi với Việt Nam. Nam Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đều phải chơi với Việt Nam, Đài rồi Loan, Đài Loan Trung Trung Quốc cũng phải chơi với Việt Nam đó, thậm chí Nga và Ukraine cũng vậy thôi đó. Những kẻ là đối thủ không đội trời chung, nhưng mà khi mà gặp Việt Nam đều phải chơi. Còn như những người khác á, thằng Mỹ chơi với Mỹ rồi đâu dám chơi với Nga anh, đúng không đúng anh? Cứ để những cái nước nhỏ mà nước tầm tầm như Việt Nam á, buộc phải chọn bên, tụi nó buộc phải chọn bên, bởi vì tụi nó không giỏi về ngoại giao, chờ không mày không khôn chờ. khéo đó. Cho nên là khi mà chúng ta thấy khi mà nó đã chọn bên rồi thì lại trở thành một cái con tốt đó, và bị thí bất kỳ lúc nào. Chứ bạn cờ tướng, cái con tốt là cái con ít quan trọng nhất và sẵn sàng bị thí nếu như mà gặp tình huống gọi là không thuận lợi, đúng không anh? Thì thật sự mà nói thì em có một vài cái quan điểm về cái cuộc chiến này. Trước tiên là một cái người yêu chuộng hòa bình, dân tộc Việt Nam thì ai cũng vậy thôi, không không muốn chiến tranh đó. Chiến tranh nó sẽ ảnh hưởng cả thế giới này chứ không riêng gì nước Nga hoặc là Ukraine đâu, và rõ ràng chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta, cái người mà tại sao ngày xưa chúng ta cũng cũng có từng có chiến tranh rồi, chúng ta từng đánh Pol Pot rồi, anh thấy không? Chúng ta chủ động, chúng ta đánh Pol Pot là vì cái gì đó, không phải là vì tự nhiên mà chúng ta đem quân chúng ta đánh Pol Pot. Thì ở đây chúng ta không so sánh giữa Việt Nam và nước Nga bây giờ, nhưng mà nó đều có nguyên nhân hết. Anh thấy cái họa phát xít của Ukraine bây giờ nó quá rõ ràng. Nếu mà để nó tồn tại, theo em nghĩ là bây giờ nước Nga diệt được cái tổ phát xít Ukraine thì cả thế giới này phải phải ủng hộ nước Nga, phải cảm ơn nước Nga một lần nữa. Ngày xưa Liên Xô đã diệt Hitler, phát xít Đức đó, để mang lại cái hòa bình cho thế giới, thì bây giờ cái tổ phát xít mới này Putin kế thừa, nước Nga vĩ đại tiếp tục làm cái việc đó, thì thế giới này phải phải ủng hộ Putin, phải ủng hộ nước Nga. Đó mới là cái điều mà thế giới nên cần làm. Chứ không phải là quay lưng với nước Nga, không phải là chống lại nước Nga. Đó. Và Việt Nam mình có một cái gọi là cái quan cái ngoại giao rất là ok, xưa giờ chưa bây giờ. Em rất là hài lòng. Đặc biệt là cái vừa rồi cái việc mà bỏ phiếu trắng. Việt Nam mình thể hiện cái quan điểm, mặc dù chúng ta là nước nhỏ, chúng ta không phải là cường quốc, nhưng mà chúng ta không lệ thuộc những cái nước mà bỏ
phiếu mà chống lại nước Nga thì bao nhiêu nước là thật sự họ muốn chống nước Nga, bởi vì họ bắt buộc phải bị bắt buộc á, bị phụ thuộc Mỹ, phụ thuộc phương Tây, cho nên là phải theo, bị phụ thuộc cho nên phải theo. Còn Việt Nam mình không, không nha, chơi thì chơi, chúng ta chơi với họ là đối tác, là ngang hàng, đúng không? Và khi nào là đối tượng thì lúc đó tính sau. Còn quan điểm lập trường của một quốc gia thì nó phải rõ ràng. Chúng ta không chống lại nước Nga, chúng ta bỏ phiếu trắng. Xét về lịch sử và hiện tại và bản chất của cái cuộc chiến này thì chúng ta không có lý do gì chống nước Nga hết, không lý do gì lên án nước Nga. Nếu ai hiểu lịch sử chúng ta sẽ thấy được, ngày xưa chúng ta đánh Pol Pot chỉ có Liên Xô họ ủng hộ chúng ta, trong khi cả thế giới này quay lưng với Việt Nam, thì bây giờ chúng ta đem cái Liên Hợp Quốc đó ra làm cái gì? Một cái tổ chức bù nhìn, em nói thẳng, nó chỉ có cái tác dụng đối với những nước nhỏ thôi, còn đối với những cái nước lớn, cường quốc, những cái nước mà thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc này chỉ là cái bù nhìn thôi. Nếu Liên Hợp Quốc là một cái tổ chức mà có tiếng nói quyết định thì Mỹ không bao giờ dám đánh Nam Tư, Mỹ không bao giờ mang bom đạn rải thảm ở Bắc Phi, ở Trung Đông, gây ra cho cái chết hàng triệu người, hàng triệu người khác phải ly tán. Đất nước bây giờ hoang tàn đổ nát mười mấy năm rồi và không có cơ hội để vực dậy đâu. Thì cái tổ chức Liên Hợp Quốc này đã làm cái gì? Anh thấy không? Đúng rồi. Đối với em á, thì cái cuộc chiến này em ủng hộ nước Nga. Mặc dù không muốn chiến tranh nhưng mà em ủng hộ nước Nga. Nói thẳng, ủng hộ Putin đại đế và ủng hộ nước Nga Xô Viết vĩ đại. Ừ? Còn thằng nào không ủng hộ, thằng nào nói ngược, thằng nào nói là đó là quan điểm của mọi người. Đó. Rồi, trong cái cuộc chiến này thì em thấy á, có mấy thằng ba que dâm chủ xưng phong đi đi qua gọi là lính đánh thuê chống lại nước Nga, mà thật sự em cười, thấy mấy tụi mấy thằng đó là em cười. Bởi vì sao anh? Tụi nó qua cả đời nó không biết, không rờ được tới cây súng, thì nó qua đó nó làm bia đỡ đạn, nó lòi làm màu thôi, tụi này nó làm màu thôi. Bởi vì sao? Một cái người lính mà để mà đào tạo, để mà huấn luyện, mà để mà ra trận mà đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ thì phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là kinh nghiệm trận mạc. Tại sao Putin họ không, ổng không dùng hết tất cả cái lực lượng mà ổng dùng những cái lực lượng tinh nhuệ là vậy? Còn nếu mà những cái người lính mà đi nghĩa vụ, đi huấn luyện 2-3 tháng cho qua đó thì làm bia đỡ đạn, bởi vì anh không có kỹ năng, anh không biết hợp đồng tác chiến, đúng không? Anh không không có cái kỹ năng tồn tại trên chiến trường thì anh làm bia đỡ đạn cho đối thủ. Nhưng mấy cái thằng mà ba que ba háng ba sọc nè, dâm chủ này, đòi xung phong đi qua Ukraine đánh Mỹ, à quên, đánh Nga, chuyện hết sức khôi hài đó. Nếu mà lần đầu tiên cầm cái súng biết bóp cò mà qua đó làm mà chống đánh được Nga thì những cái giáo án huấn luyện trong cái những cái đơn vị quân đội của các nước trên thế giới bỏ hết đi là vừa rồi, đúng không anh? Bỏ hết Cái anh vấn cần đề gì đó đâu, chỉ cần giao cho mày cái vấn đề đó thì anh lại thấy thế thì này đó nè em Nam Phong nè. Vấn đề đó anh lại thấy thế này, tức là những thành phần mà họ ồn ào trên không gian mạng ấy, họ bảo là họ sẽ xung phong, họ đi qua Ukraine gì đó, qua Ukraine đó, thì thứ nhất á, chúng ta thấy rõ ràng là một điều gì, họ thừa hiểu họ không đi được, bởi vì đâu phải muốn đi là đi. Nam Phong công nhận với anh điều đó không? Nó phải trải qua những cái vấn đề gì đó rồi nó mới được đi, đúng không? Cái rồi cái nhất, còn những thành phần bên kia đó, bên nước Mỹ đó, thì Nam Phong mọi người biết rất là rõ rồi, thì hiện tại những cái thông tin trên không gian mạng á, trên thế này thế nọ, không biết đúng hay sai nha, thật qua xin nói chứ không biết đúng hay sai, là họ đang tuyển chọn một lực lượng để đi Ukraine đó, đúng không? Thì những người bên đó lại, nếu mà như vậy thì họ có điều kiện họ đi đó, vậy họ đi đi, đúng không? Những thành phần gọi là đó xung phong đi giùm cái coi. À,
Anh nói em mới nhớ là cứ mỗi lần ở Việt Nam hoặc là bây giờ là thế giới đó, có một cái sự kiện gì thì tụi nó tranh thủ hô hào để làm gì anh? Để xin tiền. Anh thấy thằng Dư Leo không? Đúng rồi. Mấy thằng dân chủ, bất cứ thằng nào tranh thủ xin tiền, kiếm tiền. À, còn nào ngu Lợi dụng gửi sự ráng chịu à. kiện. Lợi dụng sự À, lợi dụng sự kiện để mà kiếm tiền. kiện. Và cụ thể như rồi là thằng Dư Leo, thằng Dư Leo rồi trước đây rất nhiều, rất nhiều đó, thì em nói đến cái đám mà bao que dâm chủ là nó vậy đó. Còn nói về cái hồi nãy Trung cũng có phân tích về cái việc mà cái tiêu chuẩn kép của cái lũ tư bản, cái đám của nước Mỹ và cái đám tay sai á, thì nó rõ quá rồi, tụi nó bao giờ cũng sử dụng cái tiêu chuẩn kép đó. Tại sao ngày xưa Mỹ công nhận Kosovo, đúng không anh? Đúng rồi. Kosovo tách ra khỏi Serbia và Liên bang năm tư. Liên bang 54 cũ. Thì Mỹ công nhận Kosovo độc lập. Thì bây giờ nước Nga họ cũng làm như vậy, họ công nhận Luhansk và hai cái tỉnh Donetsk và Luhansk, miền đông của Ukraine. Thì tại sao ngày xưa Liên Hợp Quốc không lên án Mỹ? Không lên án Mỹ. Đó. Nếu mà Nga mà làm theo giống như Mỹ á, thì Nga phải đánh Ukraine này và bắt Tổng thống Ukraine treo cổ, xử xử tử á, thì mới đúng, giống như cái kịch bản của Nam Tư ngày xưa. Bởi vì khi mà NATO và Mỹ đánh Nam Tư thì bắt ông Milosevic, tổng thống Nam Tư khi đó, là quy cho cái tội là tội phạm chiến tranh, tội ác chiến tranh, vi phạm tội ác chiến tranh, và xử ổng, đem ra cái tòa án quốc tế là hay xử ổng, xử xử tử ổng. Thì bây giờ tổng thống Ukraine bây giờ giết hại mười mấy 15.000 dân thường ở cái vùng Donbass, thì có đáng tội chết không, đúng không anh? Nếu nước Nga họ làm như Mỹ ngày xưa thì tổng thống Zelensky này có đáng tội chết không? Và nếu nước Nga làm như vậy thì mấy thằng kia làm gì nước Nga, Mỹ phương Tây làm gì nước Nga? Bởi vì chính Mỹ và phương Tây đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc đó. Đó là cái vấn đề Nam Tư xảy ra trước, rồi sau đó là gì? Là Bắc Phi, Trung Đông, Libya, Syria đó. Đó. Nó giết hại Gaddafi, nhà lãnh đạo của Libya, giết hại Saddam Hussein, lãnh đạo của một cái đất nước gọi là có chủ quyền, ngang nhiên đem quân đem tướng tới xâm lược và giết hại lãnh đạo đất nước họ. Thì cái đó có phải là vi phạm luật pháp quốc tế không? Vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc không? Vậy thì vai trò của Liên Hợp Quốc như thế nào đối với Mỹ và những cái nước đồng minh của Mỹ? Mình gọi đồng minh chứ thật sự nó là tay sai. Bây giờ Nga, chính Mỹ và phương Tây đã phá bỏ cái tiền lệ đó, đã chà đạp lên cái luật pháp quốc tế, xem thường cái hiến chương Liên Hợp Quốc. Thì bây giờ Nga họ làm thì làm gì được, làm gì được nước Nga? Không làm gì được nước Nga. Lên án đi, rồi cấm vận đi, rồi ai chết? Mỹ bây giờ nó mới cấm vận cái là bây giờ dân đi ăn trộm xăng luôn Được rồi. rồi. Không có nước nào thấy, không có Ăn nước nào Pháp thấy thấy luôn. dân đi ăn trộm xăng. Ăn Mới tụi nữa, bay đổ bình ngu. xăng rồi bỏ chạy, đổ đầy bình xăng xong chạy. Không trả Dạ, tiền. anh thấy không? Nước Nga họ đâu có bị vậy đâu. Và khi Putin đã thực hiện cái cuộc gọi là chiến tranh đặc biệt này, cái cuộc tấn công này, thì họ đã lường trước hết rồi. Putin là một vị lãnh đạo mà xưa nay nước Mỹ không thể nắm bắt được. Bởi vì ổng là một điệp viên KGB, cho nên ổng giấu được cái tâm trạng rất là tốt. Không, Mỹ đã có một cái hệ thống nha, chuyên nghiên cứu những cái
hành động lời nói của Putin để mà phản phán đoán Phân tích tâm lý ha. cái bước tiếp theo Putin sẽ làm như thế nào, nhưng mà hầu như thất bại. Thất bại. Bởi vì không không phán đoán được. Putin này ông quá giỏi đi. Ông giỏi quá. Và nước Mỹ luôn bị động, phương Tây luôn bị động trước những cái hành động của Putin. Đó anh thấy rõ ràng. Và ông Putin ông đã lường trước. Em thấy cái báo thằng gì, báo Thanh Niên ha, một cái thằng báo mất dạy đăng bài nó là Việt Nam quên nước Nga đang cầu cứu gì Trung Quốc hỗ trợ để đánh Ukraine. Đúng là tụi nó làm báo không biết là cái bản chất nó hay là nó ngu thiệt. Nhưng mà rõ ràng Dẫn nguồn theo nguồn khi tin mà ông riêng đã kéo dẫn quân ông nguồn đánh đó, khi kéo quân ông đánh thì ông đã lường trước rồi, đúng không anh? Ông đã lường trước tất cả sự việc rồi, tư bản Mỹ sẽ cấm vận như thế nào, rồi cuộc chiến nó sẽ như thế nào. Khi mà mình đánh, ông đâu phải là thằng trẻ trâu đâu mà thích nói đánh là đánh đâu. Đã chuẩn bị một chiến thì Putin đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ rồi. Và tại sao Putin lại không đánh giống như cái kiểu của Mỹ, đánh nhanh thắng nhanh? Bởi vì Putin thừa sức làm điều đó mà. Vũ khí của Nga, những cái vũ khí mang tầm chiến thuật chiến lược họ Putin chưa 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 xài tới, và quân đội thì chỉ mới có 20% thôi, những cái đơn vị mà áp sát chứ không phải là tổng số cái lực lượng, những cái đơn vị mà có mặt ở dọc biên giới với Ukraine đó thì ông mới sử dụng có 20% thôi. Tại sao ông không làm như Mỹ? Tại vì Putin ông còn có đạo đức, có lương tâm. Nếu mà ông đem bom đạn mà ông rải giống Mỹ thì quân đội Ukraine sẽ chết sớm và trong đó có dân thường. Đúng Ông rồi. Putin không làm điều đó. Ông là một cái người mà mình phải nói rằng là một cái vị lãnh đạo mà phải phải gọi là xưa nay hiếm đó. Đó. Nước Nga được vĩ đại được như bây giờ công rất lớn của Putin, và nước Nga vĩ đại trở lại thì đó là cái môi trường hòa bình cho thế giới sau này. Bởi vì sao anh thấy nếu mà để mà một nước nào đó độc quyền á, Đúng rồi. giống như là một thế giới đơn cực á, nước Mỹ làm bá chủ á, thì Việt Nam hoặc là những cái nước mà không thân thiện với Mỹ sẽ chết. Tại vì nó là bá chủ rồi thì nó muốn diệt ai nó diệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở một cái thế giới đa cực, thì thằng Mỹ muốn đánh thằng này cũng phải ngó thằng Trung Quốc, ngó phản ứng của Nga như thế nào, không? Hoặc là Trung Quốc nó muốn chiếm miền Đông nó cũng phải ngó Nga như thế nào, nó ngó Mỹ thì sao, ngó Nhật đó. Bởi vì nó không không nó còn nhiều cái đối trọng, cho nên ít ra thế giới cũng còn được gọi là cái hòa bình. Chiến tranh thì đâu đó vẫn xảy ra rồi trước nay thôi, nhưng mà nếu mà một cái thế giới đơn cực á, Để bổ sung cho cái luận điểm của Nam Phong á, mình dẫn chứng một cái cụ thể nhất và hiển hiện nhất, đó là gì? Đất nước Syria. Nếu đúng chưa, nếu như theo luận điểm Nam Phong á, mà nước Nga không hùng cường á, nước Nga không nhúng tay vô á, thì liệu bây giờ đất nước Syria sẽ là thế nào, đúng Mỹ không? Giang Liby gì Thì sao đó, thì ông tức là ý là anh sao muốn đó đưa cái điều đó ông ra nói đó gì, để dẫn chứng chứng minh cho lời của Nam ông nói Phong, gì ta, cái sự nhận định của Nam Phong, đúng không? mà bà xa Anasat bị Mỹ nó treo cổ lâu rồi. À, đó, ngắn thì gọn thì vậy thôi. em tha thêm một cái ý cuối cùng nữa là em so sánh một chút xíu, nó hơi khập khiễng nhưng mà mình so sánh xíu giữa Việt Nam và Ukraine, nó có những cái điểm tương đồng. Đó thì em nói nãy giờ nói cũng hơi nhiều, khuya rồi, thì đó cái vấn đề em cần chia sẻ thì Ok Nam Phong. một vài cái quan điểm riêng, quan điểm cá nhân, lập trường cá nhân. Đó thì cũng khuya rồi, thì chúc anh Tha Quang buổi tối bây giờ không vui vẻ nữa mà ngủ ngon nha. Chúc các anh chị em diễn đàn ngủ ngon. Ok. Chào Bố Cầm nha. Bố Cầm chắc đang rảnh, nếu mà anh Thơ Quang ấy thì mời Bố Cầm lên chia sẻ không được, em thì chia sẻ tới đó thôi, lâu Ok Nam quá mình Phong. không lên tham gia. Chào tất cả anh chị em diễn đàn. Rồi.
Cảm ơn ông Phong rất là Bạn nhiều nha, em nha. xuống nha. Ok. Dạ. Ok, xin chào lại tất cả mọi người. Mai chàng vào trễ thế. Chuẩn bị xuống live mới vào. thế này mọi người, thì như thư quan nói đó, thì sẽ làm ít hơn, làm live ngắn thôi. Thì thư quan xin phép sẽ dừng cái live tại đây. Với cái chủ đề này và cái hình trên đây là hai mặt đúng không? Hai mặt để nói về, thứ nhất là cái bản chất của chủ nghĩa tư bản, và cái thứ hai nữa là những cái thành phần bên kia như thế nào, cuộc sống của họ như ra cái những cái điều họ đều rao giảng ấy. Y chang vậy, cho nên là không tin họ được đúng không ạ? Kể cả cái ông gọi là cái anh đại cho thế giới cũng vậy nữa, mọi người cũng biết rồi, hồi nãy chung cũng chia sẻ và mọi người cũng biết rồi, vừa rồi là vị đại sứ ở Việt Nam đã làm những cái hành động gì, đã kêu gọi như thế là sao đó, thì quan chỉ nói vậy thôi rồi, vào góc tùy vào góc nhìn mọi người ha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live hôm nay, và xin chào tạm biệt mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại nha.